xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ Xíu của mình nha. Thì ngày hôm nay cũng đã là ngày mùng 3 Tết rồi. Do không có đi đâu nên mình cũng không biết làm gì nên ăn thử mì cay nha các bạn. Thì nghe nói là mì này rất là cay luôn á. Trên YouTube cũng có nhiều bạn ăn thử trải nghiệm rồi. Thì mình cũng muốn thử coi nó sẽ cay như thế nào. Thì mì là mì cay của Hàn Quốc nha các bạn. Đó là mì samjang. Con vịt này nó ăn ra nó khè ra lửa luôn. Mấy con vịt hay con gà nữa. Rồi giá này thì mình mua trong gói mì này mình mua ở trong siêu thị nha. Thì với giá là 25.000. Và mình ăn sẽ ăn kèm với hai quả trứng. Mì này là mì xào khô nữa. Thì đây là mì xào khô nha các bạn. Khi nước sôi rồi thì mình sẽ cho mì vào trụng trong 5 phút. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các cái sốt miếng sốt của mì vô. Miếng sốt có màu đen nha. Với mùi nồng lên rất là cay luôn á. Nó là màu đen mà đen mà kiểu có màu hơi đỏ đỏ. Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cũng đã là ngày mùng 3 Tết rồi. Thì không biết các bạn có đi đâu chơi như không, thì riêng mình thì không có được đi đâu chơi á. Thấy trời nóng nực quá mình không có đi. Thì đầu năm mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống, lúc nào cũng gặp được nhiều may mắn nha. Và hôm nay thì mình ăn mì cay và mình mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha. Thì đây là cái dĩa mì siêu cay Hàn Quốc nha. Mình ăn kèm với trứng chiên cũng như là chả lụa. Rồi mình ăn với kim chi nhà làm nha. Nhà người ta làm á. Nhà người ta làm tặng cho nhà mình ăn á. Nên là sẵn dịp đó mình ăn mì cay luôn nha. Và bây giờ mình sẽ ăn mì cay và mời các bạn cùng ăn với mình nha. Và không biết nó như thế nào thì thấy các bạn ăn nói là rất là cay. Nên là trước khi ăn là mình đã bỏ một bọc sữa tươi vào tủ lạnh rồi. Để khi nào cay quá thì đem ra uống luôn. Mình ăn cay cũng không có giỏi lắm đâu. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Phải nói là ngon mà cay quá mấy bạn ơi. Ngưỡng mộ mấy người mà mấy bạn mà thử thách ăn siêu cay đó. Với lại ăn cái gì mà ăn cái snack cay nhất thế giới, cái hình cái đầu lâu á, có một miếng à mà chịu đựng trong vòng 5 phút á, thấy ăn xong cái nhăn nhó, trời ơi, thấy kinh khủng thiệt luôn á. Chắc bạn không dám ăn cái đó đâu. Cái này thôi đã thấy tê lưỡi tê miệng, nước mắt chảy ròng ròng. Ngon lắm nè.
này có kim chi chua chua. Đỡ nghe. Đỡ mồ hôi lắm. Thích ăn cay nhưng mà ăn cay dạng dừa dừa cho có hương vị cay, ăn dễ ăn á, nó mà cay quá. Ai không ăn cay được, không nên thử. Quá cay. Con cho ăn mẫu hình ngon. Mà mì, một gói mì rất là nhiều luôn mấy bạn. Không có giống như mì Việt Nam mình. Mì Việt Nam mình thì một gói Hảo Hảo cũng vừa ăn. Và mì này nhận một gói bự, ơi là bự luôn. Ăn vô, no ịn. Nói chung là mì siêu cay Hàn Quốc thì ăn rất là ngon nha các bạn. Nhưng mà ăn vô thì rất là siêu cay luôn á. Ăn rất là siêu cay, nó nóng từ trên miệng, nó nóng xuống cổ và cả xuống phần bao tử mình luôn á. Đây là một trải nghiệm nói chung cũng thú vị. Ăn ngon và cay nồng. Cay tới đổ mồ hôi, chảy mồ hôi, rồi chảy nước mắt, nước mũi. Kèm theo đó là cái kết là phải uống thêm sữa để khống chế lại cái cân cay á các bạn. Nói chung là mì cay thì các bạn có nhiều bạn cũng đã ăn rồi, thì mình mới ăn đây thôi, cũng như cũng giống như là cũng hơi lạc hậu rồi đó. Nhưng mà dù sao biết trễ cũng đỡ hơn không biết gì hết. Mình cũng đã ăn trải nghiệm xong mì cay và cảm thấy rất là thú vị luôn á. Mình sẽ nhớ hương vị này và nếu mà có thèm cũng sẽ ăn lại đó, chứ không phải là chạy luôn đời, mắc dép luôn đâu. Các bạn đã ăn bị cay rồi thì cho mình cái bình luận phía dưới nha, và nêu cảm nhận của mình. Mình rất là cảm ơn luôn. Các bạn xem video thì nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ like cho mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ, và video của mình tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào tạm biệt các bạn.